Hiện tại thì mình thấy ở phân khúc điện thoại cũ xách tay đang có một thiết bị rất là đáng để lựa chọn nha bạn, đó chính là LG V40 phiên bản quốc tế 2 SIM nha. Cụ thể nó có mức giá là 4.490.000 nha bạn, nó sẽ mắc hơn 500.000 so với cái phiên bản LG V40 xách tay từ thị trường Mỹ và sẽ mắc hơn 300.000 so với LG V40 xách tay từ thị trường Hàn Quốc nha. Vậy thì liệu rằng chúng ta có nên bỏ thêm vài trăm ngàn để chọn cái phiên bản mà LG 2 SIM quốc tế này hay không thì mình sẽ phân tích kỹ trong cái video này. Còn bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những cái thông tin cấu hình chi tiết hơn để các bạn nắm rõ hơn về cái thiết bị này nha. Về phần cấu hình thì cả cái phiên bản mà thị trường Mỹ, Hàn hay là quốc tế thì nó đều sử dụng chung là con chip Snapdragon 845 nha các bạn, và cái dung lượng RAM là 6GB. Thì với cái cấu hình này thì 845 hiện tại vẫn còn đủ đáp ứng tốt cho các bạn ở tất cả các cái nhu cầu luôn nha. Và RAM 6GB thì cũng đủ dùng nha các bạn, RAM 6GB là rất đủ dùng rồi nha, cũng không nhất thiết phải lên tới RAM 8GB ha. Bộ nhớ trong thì trong tầm giá này các bạn sẽ được trang bị 128GB bộ nhớ trong và cái chuẩn là OS 2.1 nha, cũng rất là đủ dùng luôn. Tất nhiên là các bạn có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ nha. Và đối với cái phiên bản quốc tế 2 SIM này, khi các bạn chọn mở rộng thêm thẻ nhớ thì chúng ta chỉ sử dụng được một SIM, tức là khe SIM này là khe SIM Lite nha các bạn. Mà mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại là 128GB là đủ dùng rồi, cũng không nhất thiết phải mua thêm thẻ nhớ đâu ha. Về phần thiết kế thì nó cũng tương tự như nhau nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có thiết kế từ hai mặt kính, và kính này sẽ là kính cường lực Gorilla Glass 5 nha. Và cái khung viền là kim loại và nó có hỗ trợ jack tai nghe 3.5 nè. Chúng ta sẽ có loa trail nè các bạn, và có khả năng kháng nước kháng bụi tiêu chuẩn là IP68 nha. Và máy sẽ có độ dày là 7.6mm và nặng 169g nha các bạn. Ngoài ra LG V40 còn có một cái tiêu chuẩn chống sốc của quân đội nữa nha. Về phần màn hình thì chúng ta sẽ được trang bị cái màn hình là POLED nha các bạn, và có kích thước là 6.4 inch với cái độ phân giải là 2K+, đem đến cái mật độ điểm ảnh là 537 ppi. Và màn hình này có tỷ lệ là 19.5:9 và cái thiết kế dạng tay thỏ nha bạn. Nếu các bạn nào mà anti tay thỏ thì chắc chắn là các bạn sẽ không có chọn thiết bị nào đâu ha. Và hiện tại các thiết bị iPhone vừa mới ra mắt là iPhone 12 đều vẫn sở hữu tay thỏ, cho nên là mình nghĩ là cái thiết kế tay thỏ của thiết bị này cũng không có gì gọi là lạc hậu đâu. V40 một thời là flagship của LG, cho nên là về phần chất lượng màn hình đó các bạn sẽ không có vấn đề gì để chê đâu ha. Chúng ta sẽ có được trang bị ví dụ như là HDRM nè, On-Well Display và tất cả những cái công nghệ ưu tú nhất của LG sẽ tập trung cho cái màn hình của thiết bị này nha. Điểm lăn tăn duy nhất của màn hình này là mình nghĩ về cái khả năng mà thay thế sửa chữa khi mà sẵn may mà xảy ra sự cố mà rơi vỡ hỏng hóc nha các bạn. Tại vì đây là một cái thiết bị là mặc dù là hàng quốc tế luôn, các bạn có chọn hàng quốc tế đi chăng nữa thì LG cũng không phân phối cái thiết bị này tại thị trường chính hãng ở Việt Nam nha. Cho nên là cái việc mà tìm kiếm linh kiện thay thế nó sẽ khó khăn và cũng như là nó sẽ có cái giá cao nha các bạn. Các bạn lưu ý khi mà mua những cái thiết bị mà xách tay này nha. Nói thêm về cái phần mà tay thỏ của LG V40 nha các bạn, nó sẽ chứa camera selfie kép nha. Một cái camera góc bình thường là 8MP và một cái camera góc siêu rộng là 5MP. Cho nên là nó cũng có thể giúp các bạn chụp selfie nhóm các kiểu nha. Mặc dù thì trước nay thì LG không có mạnh về cái phản selfie nha các bạn. Nhưng mà về phần camera sau thì mình đánh giá rất là cao về cái cụm camera này. Chúng ta sẽ có 3 ống kính nha, và sẽ chụp rất là đa dụng luôn. Chúng ta sẽ có một cái camera chính với độ phân giải là 12MP và cái khẩu độ rất là lớn nha bạn, f1.5, tiêu cự 27mm và có hỗ trợ chống rung quang học nha bạn. Và cái camera này sẽ có hỗ trợ dual pixel giúp các bạn lấy nét rất là nhanh luôn. Camera thứ hai cũng có độ phân giải là 12MP và ống kính này là ống kính telephoto nha bạn, tiêu cự 52mm và hỗ độ là f2.4, cũng có trang bị chống rung quang học và nó sẽ kết hợp với ống kính chính để cho chúng ta có khả năng là zoom 2x khi chụp hình nha. Camera cuối cùng là camera góc siêu rộng ha. Siêu rộng, góc siêu rộng là một cái đặc sản của LG rồi ha. Và camera này nó được trang bị lên đến độ phân giải là 16MP và cái khẩu độ cũng rất là lớn luôn, f1.9, có tiêu cự là 16mm. Thì ống kính góc rộng trước nay là LG là cái hãng khởi đầu nha, cho nên các bạn sẽ không thể nào chơi được cái chất lượng chụp từ camera góc rộng của LG nha các bạn. Ngoài cái khả năng chụp hình thì cái cụm camera này cho chúng ta quay cái độ phân giải là 4K và 60 khung hình trên giây nha các bạn. Thì nó có hỗ trợ một số cái tính năng độc quyền của dòng V, ví dụ như là khử âm nè, khử ồn nè, rồi lọc gió các kiểu nha. Dòng V của LG trước nay sẽ được trang bị khả năng mà quay video chỉnh tay rất là mạnh, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm với khả năng chụp hình quay phim của thiết bị này. Ngoài ra về cái mặt giải trí thì dòng V cũng sẽ được trang bị phần cứng giải mã âm thanh chuyên nghiệp ha, cho nên là với phần nghe nhìn nghe nhạc giải trí trên thiết bị này không có điểm nào để chê ha các bạn ha. Về dung lượng pin thì các cái phiên bản thì cũng tương tự như nhau thôi, nó sẽ trang bị cái dung lượng pin là 3300mAh và chúng ta sẽ có khả năng là sạc nhanh 18W nha. Và khi bạn mua cái giá này thì chưa có kèm cái phụ kiện theo nha các bạn. Nếu các bạn mua thì các bạn có thể chọn những cái phụ kiện mà hỗ trợ quýt giặt của các thương hiệu, ví dụ như là Xiaomi. Nếu bạn mua được của LG thì càng tốt ha. Vậy thì về mặt cấu hình và về mặt thiết kế thì cả cái phiên bản ví dụ như xách tay từ thị trường Mỹ nè, Hàn và cái phiên bản quốc tế 2 SIM này nó sẽ tương tự như nhau. Vậy thì có cái lý do gì để nâng cấp mà thêm vài trăm ngàn nữa các bạn?
Nếu như các bạn nghĩ là chúng ta không có cái nhu cầu mà xài hai sim thì có cần phải nâng cấp hay không, thì mình nghĩ là đối với mình sẽ nâng cấp mặc dù là không có cái nhu cầu sử dụng hai sim đi chăng nữa nha bạn. Tại vì cái phiên bản quốc tế này nó rất là nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là về cái mặt sóng sánh nè, wifi và cái sóng 4G hay là sóng di động này kia kia nọ nha, nó cũng rất là ổn định hơn so với các cái phiên bản quốc tế nha bạn. Rồi về cái phần mà cập nhật lâu dài thì cái phiên bản quốc tế thì chúng ta cũng sẽ được cập nhật trực tiếp luôn, nó sẽ lên thẳng ví dụ như là Android 10 chẳng hạn. Còn các cái phiên bản sách tay có thể nó sẽ được cập nhật nhưng mà nó sẽ có một số nhà mạng nó sẽ có một số rắc rối tí này tí kia nha các bạn. Cho nên chỉ xét riêng về cái phản mà được hỗ trợ hai sim hoặc là sóng sánh ổn định hơn thì đã đủ lý do để cho mình thêm vài trăm ngàn để chọn một cái thiết bị là hai sim quốc tế nha. Còn các bạn thì sao? Các bạn có thể comment phía bên dưới video. Và trên đây là những chủ đề khác bạn có thể quan tâm. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha.